Vâng, Xuất Tuấn Lan lại gửi lời chào là kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đi bẫy chim sẻ. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục giới thiệu đến các bác một cái dòng loa E76 phiên bản mới nhất của năm 2024. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo hai số điện thoại chính của shop đặt hàng. Shop em luôn luôn là giao hàng tận nhà, nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền nhá. Đây là một cái dòng loa E76 phiên bản mới nhất của 2024. Hàng mới về để phục vụ anh em trong cái mùa bẫy chim sẻ của năm 2024. Phiên bản mới, vỏ hộp mới nhá. Anh yêu thấy trên hình đây, vỏ hộp mới ra. Đấy, mẫu này thì anh em sử dụng rất là nhiều. Đấy. Cái dòng loa E76 này chỉ khác mỗi vỏ hộp thôi, còn tất cả phiên bản vẫn là phiên bản cũ nhá. Loa E76 màu dàn di, trên đỉnh có một nút nhá. Đấy, mẫu loa này thì anh em có thể chạy bằng thẻ nhớ, chạy bằng USB. Đấy anh em nhá, các cắm vào Bluetooth, cắm vào USB trên này. Đấy, mẫu này thì ZE76 anh em nhá. Màu dàn di và rất là nhỏ gọn loa anh em nhá. Loa của nó rất là nhỏ gọn. Và anh em có thể về các bác độ thêm chép hoặc là mua quả pin dự phòng, pin trong thanh trong loa anh em nhá. Thì giá rất hợp lý. Đây là pin trong loa anh em nhá. Pin của nó là 24 2400 mAh. Đấy, anh em sử dụng liên tục 7 đến 8 tiếng và pin của nó là 7,4V nhá. Và một quả dự phòng anh em có thể thay thế, mua thêm quả pin dự phòng anh em nhé, các bác cắm ở ngoài đấy, để khi các bác mà đang đánh ở ngoài đường xa thì nó bị hết pin thì các bác có thể mua quả pin dự phòng này anh em. Bên em thì sẽ bán lẻ cục sạc này, sạc mà hỏng các bác có thể mua cục sạc đấy, và điều khiển mà bị lỗi hỏng thì có thể mua điều khiển bên em, bên em sẽ bán lẻ anh em nhé. Đấy, phụ kiện đi kèm có cho các bác một loa, một cái điều khiển, một túi đeo loa màu dàn di nhá. Đấy, và anh em có thể mua thêm check 6 múi này anh em nhá. Đấy, check độ 6 múi, check đơn để các bác độ vào đi đánh chim sẻ đánh rất là hiệu quả anh em nhá. Đấy, loa này thì check này thì đánh hiệu quả rất là, tiếng độ lên thì tiếng nó rất là to. Đấy, và check chim sẻ đánh rất là hiệu quả anh em nhá. Đấy, giá là nếu các bác mua lẻ là 150.000 đồng anh em nhá, bao ship tận nhà cho anh em. Đây là check bẫy chim sẻ check đơn nhá. Thế còn là các bác mua theo pin dự phòng, pin trong loa này, các bác mua theo loa giá chỉ 100.000 đồng một quả thôi nhá. Đấy, hay điều khiển này các bác mua lẻ là 150.000, nhưng các bác mua theo loa là giá chỉ có 120.000 đồng anh em nhá. Đấy, một chiếc điều khiển. Bây giờ thì em sẽ test thẻ, test cho các bác tiếng chim sẻ anh em nhá. Đây. Đây là cái dòng loa. Đấy, tiếng chim sẻ rất là to anh em nhá. Đấy. Chuyển bài, lùi bài, tạm dừng đều có hết anh nhá. Đấy. Đấy, tiếng chim sẻ kêu rất là to anh em nhá. Đấy, loa rất nhỏ gọn. Tiếng thì rất là chuẩn luôn nhé. Đấy, tạm dừng, to nhỏ, cứ thế là lặp lại một bài nhé. Đây, tạm dừng này. Khi các bác mà muốn hát cho các bác một tiếng thì các bác ấn vào chữ C nhé, thì các sẽ lặp lại một bài. Đấy, loa E76 được thợ đi bẫy chim sẻ đánh rất là hiệu quả, mua rất là nhiều. Ngoài cung cấp mẫu loa E76 này thì bên em cung cấp đầy đủ như xào bẫy chim sẻ hay là keo bẫy chim sẻ và phụ kiện đầy đủ để các bác đi bẫy chim sẻ khác anh nhá. Đấy, ngoài cung cấp mẫu này thì bên em còn bán rất nhiều sản phẩm khác có liên quan. Hay các bác có thể kết bạn qua Zalo hoặc điện trực tiếp, bên em sẽ tư vấn cho anh em. Hay một cái video rất là ngắn thôi. Em xin chào tạm biệt bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì có thể cho em xin một like, một đăng ký kênh và đăng ký và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết ạ. Xin chào tạm biệt bác ạ.